Chào các bạn, như vậy là mới đây Samsung đã chính thức ra mắt bộ đôi điện thoại cao cấp nhất thuộc dòng điện thoại tầm trung thời trang Galaxy A của họ trong năm 2018 tới đây. Đó chính là Galaxy A8 và A8 Plus 2018. Như mọi khi thì Samsung không quá màu mè để trình diễn màn ra mắt của bộ đôi điện thoại mới bằng những cái sự kiện nào đó quá hoành tráng như thói quen hàng ngày của họ, mà chỉ đơn giản là thông cáo báo chí đăng tải lên trang chủ của công ty mà thôi. Nhưng điều này là không quan trọng, bởi thực sự Galaxy A đã làm rất tốt vai trò của mình trong thời gian qua, là một dòng điện thoại thời trang hút khách, và bộ đôi Galaxy A8 mới cũng hứa hẹn thành công tương tự như là đàn anh của họ nhờ thừa hưởng những cái đường nét thiết kế đặc trưng của dòng flagship Galaxy S cùng với những nâng cấp riêng, đặc biệt là tính năng camera. Như đã đề cập ở trên thì Galaxy A8 2018 có thể coi như một bản sao giá rẻ của mẫu Galaxy S8. Và thực sự đây chính là chiếc điện thoại trung cấp đầu tiên của Samsung được thiết kế màn hình vô cực, giúp đem đến một lợi thế về hình ảnh thương hiệu trong phân khúc giá của nó, mà cụ thể là khi so sánh với những mẫu máy khác có giá khoảng 10 triệu đồng. Cụ thể Galaxy A8 2018 sẽ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế tương tự như S8 cao cấp với màn hình 5,6 inch tỷ lệ 18:5:9 với 4 góc độ bo tròn. Trong khi đó thì mặt lưng của Galaxy A8 2018 sẽ được gia công bằng chất liệu kính với chất lượng gia công rất là cao, hứa hẹn cảm giác cầm nắm rất tốt. Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là một thiết bị tầm trung nên A8 sẽ không được trang bị màn hình cong như người anh em cao cấp của mình, mà vẫn chỉ là tấm nền phẳng phát cong 2,5D ở cánh máy mà thôi, cùng với độ phân giải là chuẩn Full HD cộng 1080x2160. Mẫu Galaxy A8 Plus có màn hình lớn hơn với kích thước là 6 inch nhưng cũng mang đến những cái thông số kỹ thuật là tương tự. Một điểm thú vị khác đó chính là đây là những chiếc Galaxy A đầu tiên được trang bị xem kính thực tế ảo Gear VR, nên chắc chắn đây là một điểm mạnh đáng để khai thác khi so sánh với những cái mẫu máy trung cấp cùng tầm tiền khác. Về camera thì đây tiếp tục là một điểm đáng cải tiến của Samsung để nhắm đến giới trẻ. Galaxy A8 2018 được trang bị cụm kép selfie 16 và 8 megapixel với tính năng là autofocus, xuất hiện trên những chiếc Galaxy S8 siêu cấp, hứa hẹn đem đến cái khả năng chụp ảnh selfie xóa phông tương đối ảo diệu. Camera sau của A8 vẫn giữ nguyên độ phân giải là 16 megapixel tương tự như người thể nghiệm Galaxy A7 2017, nhưng khẩu độ đã được nâng lên là f/1.7 giúp chụp ảnh chiếu sáng tốt hơn. Việc đầu tư camera selfie kép cho thấy rằng Samsung đang cực kỳ nghiêm túc để có thể cạnh tranh với Oppo hay Vivo. Về thông số kỹ thuật phần cứng xử lý thì Galaxy A8 2018 hiển nhiên vẫn là những chiếc điện thoại trung cấp với con chip là Exynos Series 7 với 8 nhân 2.2GHz ARM Cortex A53, RAM từ 4GB trên A8 và 6GB trên A8 Plus, bộ nhớ trong là 32 và 64GB tương ứng. Pin sẽ là điểm nhấn cuối cùng khi nói về sức mạnh của Galaxy A8 2018. Dòng điện thoại này từ trước đến nay luôn được đánh giá rất cao về thời lượng pin, nếu không muốn nói là những chiếc smartphone Samsung đáng giá nhất cho nhu cầu di chuyển thường ngày. Galaxy A8 2018 được trang bị thỏi pin dung lượng là 3000mAh và lên tới là 3500mAh cho phiên bản là A8 Plus. Kết hợp với phần cứng xử lý tiết kiệm điện sẽ mang đến thời lượng sử dụng pin rất đáng nể. Và một điểm cộng khác dành cho pin của bộ đôi này đó chính là nó được tặng kèm sạc nhanh, cáp sạc nhanh luôn, nên chúng ta có thể có một thời gian sạc rất là nhanh. Các trang bị phần cứng đáng chú ý khác trên Galaxy A8 2018 có thể kể đến bao gồm loa kép stereo, khả năng chống nước, chống bụi, cổng USB Type-C cùng với cảm biến vân tay được bố trí ở mặt lưng phía bên dưới cụm camera thay vì đặt ngang một cách quái gở như chiếc Galaxy S8 hay là Note 8. Về phần mềm, đây có lẽ là điều đáng tiếc nhất trên Galaxy A8 2018 khi nó chỉ được cài sẵn hệ điều hành Android 7 Nougat đã có tuổi đời là gần 1 năm rưỡi thay vì Android 8 Oreo mới nhất. Bù lại thì giao diện Galaxy Experience vốn chỉ xuất hiện trên những dòng điện thoại cao cấp sẽ được áp dụng trên điện thoại dòng điện thoại này. Hy vọng rằng Samsung sẽ sớm cập nhật thiết bị này lên phiên bản Android mới hơn để chúng ta có thể có những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Nhìn chung thì có thể thấy rằng với những người yêu thích những chiếc điện thoại Samsung chính hãng thì bộ đôi Galaxy A8 và A8 Plus 2018 sẽ là những mẫu máy rất đáng sở hữu khi nó đem đến những đường nét thiết kế đẹp mắt, sang trọng, gợi nhớ như đến những mẫu Galaxy S8 cao cấp trong một mức giá rẻ hơn khá nhiều. Và thậm chí nó còn có thời thượng hơn nhờ thiết kế cụm camera kép selfie này, hay là vị trí cảm biến vân tay nó rất là khôn ngoan hơn. Bên cạnh đó, pin của những chiếc điện thoại này cũng chắc chắn sẽ được đánh giá cao nhờ viên pin lớn tương đương với Galaxy S8 và S8 Plus, nhưng phần cứng xử lý lại tiết kiệm điện hơn, cùng với đó là khả năng hỗ trợ sạc nhanh, nên là đem đến cho chúng ta những cái rất nhiều lợi thế khi cạnh tranh với những đối thủ khác trong cùng phân khúc. Giá bán của Galaxy A8 2018 được cho là nó sẽ nằm giữa khoảng 400 đến 500 đô. Tuy nhiên với sự phổ biến của OnePlus hay là Oppo thì Samsung có thể là sẽ chơi trội bằng cách là giữ nguyên mức giá
nó hạ thấp xuống hơn để có thể là hủy diệt những đối thủ khó chịu nhất của mình. Dù sao thì chúng ta vẫn cần phải đợi thêm một thời gian nữa để những chiếc điện thoại này chào sân thị trường nước ta một cách chính thức. Dự kiến thì nó sẽ chào sân thị trường nước ta vào khoảng tháng 2 2018 tới đây. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau có những cái nhìn cận cảnh hơn về bộ đôi Galaxy A8 2018. Các bạn thấy sao về siêu phẩm này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào biệt và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Matt Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.